Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Và hôm nay mình gom rất là nhiều xe về để cho anh em chọn lựa. Và đặc biệt là toàn là xe can không nha anh em nha. Thì những clip trước thì Minh giới thiệu luôn địa chỉ của Minh. Anh em rất là dễ kiếm, anh em có thể lên Google search Minh Biker là sẽ ra địa chỉ. Hoặc là anh em có thể gõ địa chỉ là 43D, cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6. Địa chỉ rất là dễ kiếm, anh em chỉ cần tới trường trung học cơ sở Phú Định. Trường trung học cơ sở Phú Định, đây là showroom của mình, đối diện vách tường của trường luôn. Rất là dễ kiếm nha anh em ha. Hoặc là công an phường 10, quận 6, mình sẽ giới thiệu cho anh em tới đây là để anh em ngắm xe thì nó dễ hơn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từ đầu vô là anh em sẽ thấy Z9 ha. Con Z9 này biển thành phố. Có bộ độ đồ zin đầy đủ. Lên rất nhiều đồ chơi. Tay côn, tay thắng, bảo vệ lốc máy, chống đổ, rất là nhiều đồ chơi. Rồi biển số đúc gầm nè. Rồi, xe này nhìn rất là keng. Rồi. Rồi thì con này thì mình cho anh em nghe tiếng bô SC. Giá những con Z9 bây giờ rất là dễ chơi anh em. Một năm về trước là 200 mấy, nhưng bây giờ chỉ còn có 190 mấy triệu thôi. Thì con này Odo chỉ mới có 17 ngàn thôi anh em. Đây cho anh em nghe tiếng bô SC. Rất là đã, có bộ độ đồ đầy đủ cho anh em chơi. Rồi, tiếp theo là mấy con này, con cá mập là con Z1000 của mình. Thì Z1000 anh em nào mến á thì qua ngắm thì mình sẽ để giá tốt cho anh em luôn nha. Z1000 full đồ chơi rồi nha anh em. Đồ chơi toàn là đồ xịn không á, đồ hiệu không á. Nhưng mà cái này anh em phải tới ngắm trực tiếp, chứ giờ mà review con này thì nhiều đồ chơi lắm, review mệt lắm. Rồi, con này 1.992 triệu. Rồi, con này là CBR150 bản ABS, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha anh em. Con này lên rất là nhiều đồ chơi mà giá hiện tại rất là tốt. Chỉ có 54 triệu là anh em được sở hữu con này rồi. Hồi trước con này rất là mắc. Nè, con này là có những cái gì mà đáng chơi, đáng đồng tiền. Thứ nhất là cái chân chống đã được fix lên chân chống xịn, anh em thấy không? Cái chân chống zin của nó, anh em nào chơi CBR sẽ biết chân chống zin của nó rất là dở. Rồi thứ hai là nhìn nè, chủ bảo vệ rất là lên mấy cái cao su đồ để khỏi dơ ra dày, rách dày nè. Rồi ốc titan nè, dàn áo còn mới tinh luôn, xe còn rất là mới. Rồi cho anh em coi cái cùm công tắc này nè, rất là xịn. Công tắc này là chủ xe lên mấy triệu bạc rồi đó. Thấy không? Đó, công tắc đèn nè, chủ xe lên mấy triệu bạc. CBR không có công tắc tắt khẩn cấp nha anh em, lên cùm này cũng rất là tiện. Rồi. Tay thắng xịn nè, lên tay thắng này giống như là của cá mập á anh em. Na ná giống như của cá mập bên đây nè, anh em nhìn nè.
giống không thấy giống không dạ. Của nó luôn á, lên xịn không thì đó, lên đèn led rồi nè anh em thấy không, rất là nhiều đồ chơi mà bao tay nè thì rất là nét luôn đó. Xe này rất là bền ha, cái đời CBR này rất là bền. À, em 1m6 rồi, là thẳng cho anh em một m sáu ngồi con CBR này thử như thế nào nha. Thì con này là Sport City, anh em ngồi rất là thoải mái đó. Quay 1m6 rồi mình quay lẹ nha anh em nha. Đó, ngồi rất là thoải mái nha anh em, một mét dưới 1m6 ngồi cũng rất là thoải mái rồi. Thì 1m6 ngồi Z9 cũng rất là thoải mái nha anh em. Đây mình có con Z9 nữa, con Z9 này thì biển tĩnh, mình sẽ có mấy xe biển tĩnh á. Z9 này biển 68, mình có thể bao rút hồ sơ cho anh em nếu như mấy xe ở biển tĩnh đó. À, cho nghe tiếng CBR nữa nè, on đó, máy CBR là ngon lắm anh em. À, rồi êm lắm. Rồi đây là Z9. Z9 này thì bozin, có chống đổ rồi đầy đủ, kính chắn gió rất là đẹp luôn. Màu đen nè, màu đen này ít lắm anh em, màu đen này hiếm lắm. Thì con này mình bán 189 triệu, bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Đây tiếng bozin. Rồi tiếp theo là nhân vật hot ngày hôm nay, đó là một em CBR 650R màu đỏ, lên rất là nhiều đồ chơi như anh em sơ thấy là full vàng ốc titan ha. Rồi cái này em nhìn đi, cameraman nhìn nè, chống đổ là lên CNC luôn, rất là xịn sò, thấy không, bộ chống đổ CNC rất là xịn sò. Lên ốp bảo vệ lốc máy, đây ốp bảo vệ dây nè, ống nè, đó ốp bảo vệ sơn rồi nè, đó CNC nha anh em. Đó CNC là nó mắc hơn cái thằng chống đổ thường. Chống đổ thường là bên đây, con CBR 500R. Ừ. Rồi, em 1m6 ngồi trên con này. Con này đồ zin đầy đủ luôn nha, đuôi zin, bô zin còn đầy đủ luôn. 1m6 ngồi thì nó sẽ nhón chút xíu thôi, một chút xíu siêu thôi. Nhưng mà chạy được ok, mang giày đâu là vừa tầm. Ừ. À, cho anh em nghe tiếng bô xe bên đây nè, rất là đẹp nè. Lên ốp bảo vệ lốc máy, ốp titan rồi, rất là đẹp thấy không? Bộ SC, đồ zin đầy đủ nha anh em. Con này thì mình bán 216 triệu nha anh em. Xe là sơn zin luôn nha anh em. 216 triệu là có CBR đầy đủ đồ chơi, biển số thành phố luôn nha anh em. Order con này 9.000 cây nha anh em. CBR 650 lên SC rất là lực. Còn con này mới đặc biệt, con này mới 2.000 cây thôi. Nhưng mà con này 2.000 cây, 220 chủ xe mua về để trưng bày bản HRC, còn bill giá đầy đủ luôn. Nhưng mà con này đang kẹt giấy tờ. Bởi vì sao anh em? Bởi vì xe á, mà hai vợ xe của anh kia, nhưng mà xe anh đó có vợ rồi, có vợ rồi. Khi bán xe á, là phải hai vợ chồng ra ký. Anh em lưu ý điều đó ha. Khi mình mua á, là không, là chỉ một người mua thôi. Nhưng mà khi mà tài sản nó về nhà mình rồi á, thì đó là tài sản chung, thì phải hai vợ chồng ra ký. Ví dụ như anh em bây giờ anh em có 10 tỷ đi, nhưng mà khi anh em lấy vợ, anh em đăng ký kết hôn á, thì khi mà ly dị á, thì vợ anh em không cần biết gì, vợ anh em sẽ được hưởng một nửa gia tài đó. Thì chiếc xe cũng vậy, khi mà anh em bán nha, thì lúc mua thì anh này chỉ đi mua một mình thôi, nhưng mà khi bán á, luật rồi thì phải có vợ ra ký mới bán được nha anh em nha, chứ không có vợ không ký được. Nhưng mà chị vợ này chứng minh bị hết hạn cho nên hiện tại chưa có ký được, chờ ký được là mình sẽ bán em nó. Xe này mới lắm, ảnh mua về ảnh chân thôi nè, bản HRC, bản đặc biệt luôn nè, order nè. Nhìn anh em nhìn clip là anh em biết là xe cộp, xe can rồi đó, nhìn rất là cộp. Em có thể quay cho anh em xem đó, biển 66, nhưng mà con này mình chưa có đăng bán được anh em, tại vì chưa có ký được. Rồi thì con Z3 này thì khách đã cọc rồi, cho nên mình không đăng nữa. Z3 cũng rất là keng, khách cọc rồi, khách mua rồi. Đây một nhân vật nữa, đó là Z800. Z800 á, mình kiếm rất là mệt luôn anh em. Nhiều anh em hỏi Z800, nhưng mà bây giờ Z8 kiếm rất mệt, tại vì cơ bản anh em thừa biết là Z8 đi rất là nhiều anh em. Người ta trải qua nhiều, nhưng mà con Z8 thì rất cực kỳ keng. Anh chủ này anh mua từ hãng, rồi hãng bán, rồi ảnh bán cho mình, ảnh quý mình, đúng ra anh bán cho hãng luôn mà anh bán cho mình nè. Anh em coi nè, tay con tay thắng của Z8 mà giờ cỡ này nè, sơn zin nè anh em,
Với 8 can bây giờ là không còn nhiều nha anh em. Odo chuẩn 16.000 nha anh em. Đó. Phát hiện xe này tua đồng hồ là tặng xe cho anh em. Tại vì Z8 bây giờ là hầu như xe tua rất là nhiều anh em. Xe tua rất là nhiều, rất là tâm sự thiệt với anh em. Còn xe mà không tua chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Xe này là hầu như chỉ còn ít lắm, rất là hiếm lắm. Rất là hiếm, anh em nhìn cái dàn nước sơn đi. Đó. Dĩ nè, để anh qua đây anh quay cho anh em coi dĩ thắng nè. Mới lắm, tại Z8 nó rất là bền. Anh em đi cả 100.000 chưa biết nó hư chưa. Anh em coi dĩ thắng nè, nó mượt ơi là mượt luôn nè. Đó, mượt không một vết xước nha anh em. Của bô nè anh em. Anh em thấy không? Rất là mượt luôn. Rồi. Sơn zin nó rất là đẹp. Con Z8 thì mình bán chỉ có 169 triệu thôi nè anh em nha. Có bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Coi xe này còn ủy quyền nha anh em, mua từ chủ mà anh em. Mua từ chủ là còn ủy quyền. Đó. Em thấy con Z8 ken không? 1.6 vô ngồi Z8 thôi, Z8 thôi. Hầu như 1.6 là ngồi Z8 là nó quá nha anh em. Tại Z8 nó cao hơn Z9. 1.6 thì mình ngồi Z9 được. Nhón đúng không? Nhón cỡ nào? Nhón còn đụng cái ngón cái. À nhón 1.6 nhón đụng ngón cái. Ok. Rất là mới luôn anh em nè, vỏ nè. Mới tinh luôn. Mua về chỉ chạy thôi anh em, Z8 ken. Rồi, một nhân vật đặc biệt nữa. Còn những nhân vật đặc biệt phía sau đây là Z650. Z650 cực nhiều đồ chơi luôn. Xe này mua vào năm 2020 nha anh em. Một chủ đập thùng nha, xe xe từ mới luôn nha. Con này rất là mới luôn nè anh em nhìn nè. Vỏ còn chỉ nè. Ha anh em. Rồi xe này rất là nhiều đồ chơi. Nè lên cặp đèn nè. Giá đỡ điện thoại nè. Cái bát muốn lên cái này là phải lên cái bát này nè. Em thấy không? Đó, cái bát chính giữa này. Đó. Đèn này thôi đi rất là sáng luôn. Kính chắn gió nè. Rất là nhiều chơi nè. Anh em coi bộ chống đổ của người ta nè. Thấy nhức nách chưa? Đó, giá 650. Mua năm 2020 luôn nha anh em. Là con này mới đi mấy ngàn cây thôi. 7.000 mấy cây thôi nha anh em. Rồi có bộ độ nè. Bộ zin còn nha. Bộ độ nè. Thấy chưa? Rồi trắng bùn nè. Đó. Rồi cho anh em nghe tiếng máy luôn nè. Z650 à, lên cái này à, bảo vệ cái tay mình á khi mình đi xa á, thấy không? Con này đáng chơi anh em, xe can xe lướt nữa. Mấy sáu vô ngồi xe đi. Woo. Cho anh em nghe tiếng bô. Lực lắm anh em. Lực, mấy sáu ngồi xe, mấy sáu chạy con này thì thoải mái rồi. Nhiều đồ chơi mà nước sơn zin rất là đẹp anh em. Ok đúng không? Thoải mái, xuất sắc. Rồi tiếp theo những nhân vật đáng đồng tiền bát gạo đây. Su này còn sổ bảo hành chính hãng nha anh em. Không, hầu như là không có chạy. Em kiểm tra xe có chạy trước gì không? Con này 2.000 cây. Thì những cái kiểu như xước lông mèo từ hãng dắt ra anh em, 2.000 cây rất là đẹp anh em. Su 2.000 cây. 2.000 cây nha anh em. Mới lắm, nói chung con này mới tinh nè. Giờ biết nói sao nữa giờ. Xe rất là mới nè, anh em coi nè, ốc tán zin nè. Anh em thấy không? Thấy không? Ốc tán zin còn không? Xe rất là mới. Xe mình bán 50 triệu nha, mới 2.000 cây thôi nha anh em. 2.000 cây thôi, à xe có thể nặng bụng được. Kia con nói có thể nặng bụng được. Xe chỉ 2.000 cây rồi, mấy sáu vô ngồi xu à. Ngồi xu. Tới em này mới là hot nè. Em này em mua thoải mái. Thoải mái. Vỏ là mới tinh luôn, nói chung là xe mới luôn anh em. 2.000 cây. 50 triệu. Sao không lụm nữa anh em, đúng không? Không lụm xe này xe nào rồi. Xe này CBR 150. Đời mới nhất luôn. 700 cây km. Chỉ có 700 cây km thôi. Xe 700 cây nha, chưa rô đai. Anh em nào mua xe này là phải về phải rô đai nha. Con này 70 triệu nha. Chủ xe là vừa mua cửa hàng là 87 triệu anh em. Vừa mua cửa hàng là 87 triệu nha anh em. Biển số thành phố nha anh em. À biển tỉnh là sẽ 74 triệu nha. Còn biển số Sài Gòn là 78 triệu. Hồi nãy anh nói lộn nhiêu à? Nãy nói lộn 87 hả? 78. 78 lộn 87. 78, 79 triệu anh em. Có những chỗ bán
80 mấy triệu luôn á anh em. Con này nè, đó giờ anh em có 70 triệu là anh em có con biển số thành phố mới 700 cây à, tiết kiệm mớ tiền, nó không một vết chày luôn nha anh em. Đây là CBR 2021 rồi, một nhân vật rất là tuyệt vời nữa. Mà mấy con này thì xe mới mà anh em, thì hai chìa khóa nó rất là đẹp, zin đầy đủ. Em có thể quay cái này cho anh được không? Nè, nhìn rất là mới, xe mới không có gì để nói hết á. Thì nó mới quá mà, nó mới quá, không có gì để nói hết. Rồi SSR, SSR 155. Con này là xe hình như là 2021, mình chưa lấy cà vẹt về luôn á anh em. Con này là mình bán là 71 triệu nha anh em. Xe chỉ mới chạy có 4.000 cây thôi. Nè, chìa khóa nè, mới tin luôn nè, anh em nhìn chìa khóa là anh biết cái chất xe rồi, mới tin luôn đó. Cho anh em nghe tiếng bô, mới tin luôn anh em. Có vỏ đồ chơi đồ này nọ nè, có đồ chơi đồ này nọ đầy đủ á, một số món. 4.000 cây thôi nha anh em, xe chỉ có 4.000 cây thôi. Anh em nào thích xe thì qua xem nha. 71 triệu nha, bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Xe này biển số là 70 Tây Ninh. Tiếng bô à. Bô zin. Thì con này đang dán keo nguyên con anh em. Anh em về không tốn tiền dán keo nha. Con này dán keo nguyên con. Con này cho anh em nghe bô zin luôn nè. Con XSL là dán keo nguyên con. Con này có vẻ lực hơn chút xíu. Con này êm hơn. Rồi, đây em su. Em su này 38 triệu nha anh em. Odo là mười mấy ngàn thôi à, 12, 13 ngàn gì đó. Rất là mới. Rồi quay cho anh em xem đi, khỏi nghe máy đi. Su này mình quay nhiều lắm rồi. Thôi cho nghe luôn ha. Nghe luôn đây, lỡ rồi. Đó, rất là êm, xe rất là ngon. Máy êm ru luôn á. Máy êm ru luôn anh em. Đó, đó những xe bên mình. 1 nè, 2 nè, 3 nè, XSR này anh em hỏi nhiều lắm nè, giờ quay lên sóng cho anh em nè. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Đó, đóng xe. Thì anh em nào á thích xe nào thì cứ inbox cho mình. Zalo 0916640653. Và anh em tới xem xe trực tiếp là anh em tiếp anh em xem xe trực tiếp luôn nha anh em. Đó. Rồi, chúc anh em xem cái clip này thiệt là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, để có tiền để mình lúc nào cũng tới đây để lấy đam mê của mình về ha anh em ha. Đó, đó là những con xe hiện tại mình đang có. Anh em nhanh tay thì gọi số điện thoại cho mình ha. Ok, cảm ơn em rất nhiều.